Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục lập danh sách, phối hợp tốt với cơ quan công an cấp huyện, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06 tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh đủ 14 tuổi trở lên. Đồng thời phải hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% học sinh có độ tuổi sinh các năm 2004, 2005, 2007 và 2008 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, hiệu trưởng của các trường phải chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh sinh viên sử dụng smartphone để đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID và tích cực tuyên truyền hướng dẫn người thân trong gia đình, bạn bè kích hoạt tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công qua ứng dụng VNEID.